Rất vui được gặp lại quý vị tại Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, sắc đẹp của người phụ nữ luôn là một thứ vũ khí lợi hại. Sở dĩ thế mà, anh hùng còn khó quải mỹ nhân. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, có biết bao mỹ nhân Việt có tầm ảnh hưởng lớn, ghi dấu ấn của mình trong những trang sử vàng trường tồn của thời gian. Có những người phụ nữ là mẫu nghi thiên hạ chuẩn mực, có những người quốc sắc thiên hương hết lòng phục vụ, giúp đỡ nhà vua trị nước. Nhưng cũng chính từ cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó, có người đã khiến cho vận nước khuynh đảo, thậm chí khiến cho một triều đại phải kết thúc. Trong lịch sử Việt Nam chứng kiến câu chuyện của ngũ đại mỹ nhân như vậy. Họ là ai? Đừng bỏ lỡ câu trả lời có trong video ngay sau đây trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Trước đó cũng đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube, like và theo dõi trang fanpage Việt Sử Toàn Thư. Người đầu tiên không ai khác đó là công chúa Mỹ Châu. Mỹ Châu là một trong những nàng công chúa nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sau nhiều lần giao tranh với An Dương Vương không thắng được, Triệu Đà bèn dùng kế cầu hòa và được An Dương Vương đồng ý. Nhân cơ hội đó, Triệu Đà cầu hôn Mỹ Châu cho con trai là Trọng Thủy và cho sang Âu Lạc ở rể. Trong thời gian ở Âu Lạc ở rể, Trọng Thủy đánh cắp các bí mật quân sự của Âu Lạc. Truyền thuyết kể rằng, Trọng Thủy dỗ Mỹ Châu để xem trộm nỏ thần, rồi ngầm bẻ gãy lưỡi nỏ thay vào cái khác. Sau khi phá được bí mật quân sự của Âu Lạc, Trọng Thủy xin An Dương Vương về thăm cha mẹ. Trước khi về, Trọng Thủy hỏi Mỹ Châu, ân tình vợ chồng không thể quên nhau, nếu lỡ hai nước không hòa, Nam Bắc cách biệt, ta lại tới đây thì làm thế nào mà tìm thấy nhau? Mỹ Châu nói, thiếp có cái nệm gấm lông ngỗng, thường mang theo mình, đi đến đâu thì rút lông ngỗng rắc ở chỗ đường để làm dấu. Trọng Thủy trở về nước báo tin cho cha là Triệu Đà. Triệu Đà bèn phát binh tấn công Âu Lạc và Trọng Thủy là người cầm quân. Chủ quan vì có nỏ thần, An Dương Vương nghe tin Triệu Đà sang đánh vẫn điềm nhiên đánh cờ. Chỉ đến khi ra trận, biết vũ khí không còn hiệu nghiệp, An Dương Vương đưa Mỹ Châu chạy về phía nam. Trọng Thủy theo lời dặn của Mỹ Châu trước khi chia tay, cứ theo dấu lông ngỗng mà Mỹ Châu rắc ra đường, làm dấu mà đuổi theo. Vua An Dương Vương chạy đến bờ biển cùng đường, gọi rùa thần Kim Quy lên cứu. Rùa thần hiện lên bảo với ông, kẻ ngồi sau ngựa là giặc đấy. Ông quay lại nhìn thấy lông ngỗng dọc đường bèn hiểu ra, rút gươm chém Mỹ Châu. Trước khi bị cha chém, bà có khấn rằng, trung tín chọn tiết, bị người đánh lừa, xin hóa thành Ngọc Châu để rửa thù nhục này. Sau khi bị vua cha chém chết, máu Mỹ Châu chảy loang mặt nước biển, loài trai biển nuốt vào bụng hóa làm hạt Minh Châu. Trọng Thủy đuổi theo đến nơi, thấy Mỹ Châu đã chết, thương khóc, ôm xác đem về chôn ở Loa Thành. Vì thương nhớ Mỹ Châu, Trọng Thủy trở lại chỗ Mỹ Châu tắm gội trang điểm khi trước, cuối cùng nhảy xuống giếng mà chết. Người thứ hai, Linh Chiếu Hoàng Hậu. Linh Chiếu Thái Hậu là con gái trưởng của Phụ Thiên Đại Vương, mẹ là Thụy Thánh Công Chúa, con gái của Dự Tông Chính Hoàng, bà là chị của Phụng Thánh Phu Nhân. Tổ phụ của bà là Châu Đăng Bảo Sở quan sát xứ họ Lê, có chị sở ở Hương Tuế Phong, nay là Hương Nộn, huyện Tam Nông, cháu của Ngự Man Đại Vương Lê Long Đinh. Như vậy, dòng họ bà là hậu duệ xa của Hoàng đế Lê Đại Hành. Năm 1136, mùa hạ tháng 4, bà sinh ra Hoàng tử Lý Thiên Tộ, là con trai thứ hai của Thần Tông Hoàng đế. Khi trước, Thần Tông đã lập Lý Thiên Lộc làm Hoàng Thái Tử, nhưng bà thấy Thiên Lộc là người hầu, địa vị thấp hèn, trong khi Thiên Tộ sinh chỉ sau Thiên Lộc 4 năm, địa vị bà lúc đó thuộc hàng chánh cung, nên bèn cùng Phụng Thánh Phu Nhân tìm cách mà xin việc phế lập ngôi Thái Tử. Năm 1138 tháng 9, Thần Tông Hoàng đế bệnh nặng, bà cùng hai vị phu nhân là Nhật Phụng Phu Nhân và Phụng Thánh Phu Nhân đút lót tham tri chính sự Từ Văn Thông và dặn rằng nếu có vâng mệnh vua thảo di chiếu thì chớ nên bỏ lời của ba phu nhân. Văn Thông nhận lời. Khi Thần Tông ốm nặng, sai soạn di chiếu, Văn Thông chần chừ không viết. Ba phu nhân vào khóc lóc, nói rằng, bọn thiếp nghe lời xưa lập con nối thì lập con đích, chứ không lập con thứ. Thiên Lộc là con nàng hầu yêu. Nếu cho lối ngôi, thì ả mẫu thân lại sinh lòng ghen ghét, tất tiếm lấn, lại hại mẹ con thần thiếp. Như thế chúng thiếp làm thế nào được? Thần Tông Hoàng đế cho là phải, xuống chiếu rằng, Hoàng tử Thiên Tộ tuy tuổi còn thơ ấu, nhưng là con đích, thiên hạ đều biết nên cho nối nghiệp của trẫm, còn Thái tử Thiên Lộc thì phong làm Minh Đạo Vương. Ngày 26 tháng 9 năm đó, Thần Tông Hoàng đế băng hà,
con trai thứ tư là Thái tử Thiên Tộ kế vị, tức Lý Anh Tông. Cảm Thánh phu nhân được tôn làm Hoàng Thái Hậu, tôn hiệu là Hiến Chí Hoàng Thái Hậu ở cung Quảng Từ. Vì vua còn nhỏ, lúc đó mới 2 tuổi, nên bà buông rèm nhiếp chính. Trên thực tế, mọi việc chính sự gần như do một tên người là Đỗ Anh Vũ quyết định, và mối tình giữa Lê Thái Hậu với người này dần rõ ràng. Kể từ năm 1129, Đỗ Anh Vũ 20 tuổi được hầu thần tông ở Mành Chướng. Theo giả sử, lúc này Đỗ Anh Vũ và bà đã gặp gỡ nhau và phải lòng nhau. Đường lúc ấy, Đỗ Anh Vũ đang ở tuổi tráng niên, ngoại hình đẹp, múa khéo, hát hay và đặc biệt là cặp mắt đong đưa, tràn ngập sức sống. Anh Vũ đã có thê thiếp đàng hoàng nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Đỗ Anh Vũ lại rất khéo trong việc quyến rũ Thái Hậu, nhưng chuyện tình của hai người không thể giữ kín mãi được. Đỗ Thái Hậu và các vợ của Đỗ Anh Vũ có biết nhưng đành im lặng vì mối quan hệ thân thích, nếu để lộ sẽ bị trừng phạt. Quyền chức trong tay lại thân thiết với cả hai Thái Hậu nên Đỗ Anh Vũ ngày càng tỏ ra kiêu căng trong triều đình. Bởi thế, nhiều người rất bất bình và căm giận. Quan điện tiền đô chỉ huy sứ là Vũ Cát Đái cùng Chí Minh Vương, Phò Mã Dương Tự Minh đã đốc xuất quân sĩ kéo đến kể tội Đỗ Anh Vũ với vua, rồi xông vào bắt giam ông ở Hiên Cụ Thánh. Vua Anh Tông không giết Đỗ Anh Vũ nhưng xử tội, truất làm tá điền ở vùng Cảo Xá, nay thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội. Còn Lê Thái Hậu thì ngày đêm lo lắng và tìm mọi cách cứu người tình. Bà cho mở nhiều hội lớn để nhân dịp đó vua ân xá cho tội nhân, giúp Đỗ Anh Vũ cũng được dự ân xá. Sau khi Đỗ Anh Vũ thoát tội, nhờ những lần ân xá này, bà lại khuyên vua Anh Tông phục chức cho Đỗ Anh Vũ. Vua bằng lòng, Anh Vũ trở lại giữ chức thái úy và được vua trọng dụng hơn trước. Đến lúc này, Đỗ Anh Vũ có điều kiện để trả thù kẻ đã lập mưu hãm hại mình. Ông tự lập ra đội đô phụ quốc vệ gồm hơn 100 người khỏe mạnh, thân tín. Hễ ai phạm tội thì giao hết cho lính ở đội này bắt đi. Lợi dụng lúc vua tin dùng, Đỗ Anh Vũ tâu rằng trước kia, bọn Vũ Cát Đái tự tiện đem quân xông vào tận cung đình. Tội ấy không gì to bằng, nếu không sớm trừng trị, sợ một ngày kia sẽ binh biến, không thể lường trước được. Vua Anh Tông còn trẻ, chưa hiểu rõ sự thâm hiểm của Đỗ Anh Vũ, cứ y lời tâu mà làm. Chí Minh Vương xuống tước hầu, Bảo Ninh Hầu xuống tước Minh Tự, Bảo Thắng Hầu xuống tước Phụng Chức. Nội thị là bọn Đỗ Ất 5 người bị cưỡi ngựa gỗ, một hình phạt thời Trung Cổ. Hỏa Đầu Đô Ngọc Giai là đồng lợi 8 người bị chém ở chợ Tây Giai. Điện Tiền Đô Chỉ huy sứ Vũ Đái 20 người chém bêu đầu ở các bến sông. Phò Mã Lang Dương Tự Minh 30 người bị tội lưu ở nơi xa độc. Những người dự mưu đều bị tội đồ làm điền hoành, khoao giáp, sử cũ gọi là canh ngọ cung biến. Người thứ ba phải kể đến là linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung. Trần Thị Dung vốn có tên là Trần Thị Ngư, là con gái của Trần Lý, em gái kế của Trần Thừa và Trần Tự Khánh, là cô ruột của vua Trần Thái Tông. Cuộc đời bà gắn liền với việc chuyển giao quyền lực từ thời Lý sang thời Trần. Có thể nói, đối với nhà Lý, Trần Thị Dung là mối họa, nhưng đối với nhà Trần, bà lại có công lao rất to lớn. Trần Thị Dung được miêu tả là một cô gái rất xinh đẹp, được nhiều công tử nhà giàu có quyền quý để ý theo đuổi, nhưng bà không ưng ai. Vào năm Kỷ Tỵ năm 1209, Quách Bốc nổi loạn, chiếm giữ được thành Thăng Long. Cả vua Lý Cao Tông và hoàng tử Lý Long Sảm đều phải chạy loạn. Cao Tông và hoàng hậu chạy lên Yên Bái, còn Thái tử Sảm chạy xuống Thái Bình. Tại đây, Thái tử Sảm quen thân với gia đình Trần Lý, rồi đem lòng yêu thương con gái ông là Trần Thị Dung, và sau đó cưới làm vợ. Sau khi Thái tử lên ngôi năm 16 tuổi, vua Lý Hệ Tông, nhà vua sai đón Trần Thị Dung về triều. Cuộc sống của Trần Thị Dung trong chốn thâm cung không được yên ả, khi Thái hậu Đàm Thị luôn tỏ thái độ ghét bỏ và xỉ vào bà. Không ít lần Thái hậu đòi vua Huệ Tông đuổi Trần Thị Dung đi, rồi bỏ độc vào món ăn uống của bà. Nhờ được vua Huệ Tông yêu thương bảo vệ nên bà không gặp chuyện gì bất trắc. Bà sinh được hai người con gái là Thuận Thiên Công Chúa và Chiêu Thánh Công Chúa, vua Lý Chiêu Hoàng sau này. Nhờ sự yêu mến của Huệ Tông và tài khéo léo của Trần Thị Dung, quyền lực triều chính dần rơi vào tay họ ngoại, nhà Trần. Con cháu nhà Trần thừa cơ hội lọt vào triều đình cung cấm, nắm những chức vụ trọng yếu. Trần Thị Dung còn thuyết phục được nhiều hoàng thân quốc thích và quan quân nhà Lý, yên tâm dựa vào tướng lĩnh họ Trần. Sau khi vua Huệ Tông mắc bệnh điên, vai trò của hoàng hậu Trần Thị Dung trong việc chuyển giao quyền lực càng rõ ràng. Bà liên kết cùng Trần Thủ Độ dựng nên một kịch bản lật đổ triều Lý với các bước tiến hành khá hoàn hảo. Bước 1,
ép vua Huệ Tông phải từ bỏ ngôi báu, lập Chiêu Thánh công chúa làm thái tử rồi nhường ngôi cho con năm 1224. Bước thứ hai, đưa Trần Cảnh, gọi Dung là cô ruột, gọi Độ là chú họ, vào cung giữ chức chánh thủ, chuyên hầu hạ Lý Chiêu Hoàng, cũng trong năm 1224. Bước 3, ép Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi nhường ngôi cho chồng, còn mình làm hoàng hậu, năm 1225. Bước thứ 4, ép Lý Huệ Tông phải tự vẫn năm 1226. Sau khi vua Huệ Tông qua đời, bà bị giáng xuống làm Thiên Cực công chúa và lấy Trần Thủ Độ. Nhờ kế hoạch này, cuộc đoạt ngôi trở nên hiếm có trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, không xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn. Khi Trần Thái Tông và Chiêu Thánh Hoàng hậu Lý Chiêu Hoàng chung sống với nhau 12 năm mà không có con, Trần Thị Dung và Trần Thủ Độ lại ép vua phải phế ngôi hoàng hậu của Chiêu Thánh năm 1237, rồi lấy Thuận Thiên, chị ruột của Chiêu Thánh làm vợ và lập làm hoàng hậu. Thế chỗ của em gái, Thuận Thiên là con gái đầu lòng của Lý Huệ Tông và Trần Thị Dung, lúc đó đã có chồng và có thai 3 tháng. Chồng của Thuận Thiên là Trần Liễu, anh ruột của Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông. Khi nói về sự kiện nhà Trần thay thế nhà Lý, người ta chỉ nhắc tới vai trò của Trần Thủ Độ, hầu như không ai nhắc tới vai trò của Hoàng hậu Trần Thị Dung. Song sự thật lịch sử đã chứng minh vai trò của Trần Thị Dung không nhỏ, bởi vì các bước nêu trên trong kịch bản lật đổ nhà Lý, nếu không có sự đồng tình của Trần Thị Dung, thì Trần Thủ Độ không thể thực hiện được chót lọt và nhanh chóng đến như vậy. Đúng như nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã nhận xét, trời sinh ra linh từ là cốt để mở nghiệp nhà Trần. Người phụ nữ thứ tư, Tuyên Phi Đặng Thị Huệ. Nếu lịch sử Trung Quốc có Bao Tự thời U Vương nhà Chu, Hỉ Muội thời Vua Kiệt nhà Hạ dùng sắc đẹp của mình để khiến đất nước chao đảo, thì có thể kể tên Tuyên Phi Đặng Thị Huệ vào trong số đó. Đặng Thị Huệ quê ở làng Trà Hương, huyện Phù Đồng, trấn Kinh Bắc, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vốn xuất thân nghèo khó, làm nghề hái chè mưu sinh kiếm sống, nhưng nhờ có sắc đẹp nhất vùng nên bà được tiến vào phủ chúa. Vốn là nữ tỳ, nhưng sau một lần được sai bưng một khay hoa đến nơi chúa Trịnh Sâm ngồi, bà đã được chúa chú ý. Dần dần, bà ngày càng được Trịnh Sâm yêu quý, phong làm chính cung của mình, gọi là Tuyên Phi. Trịnh Sâm được coi là chúa giỏi, từ nhỏ đã có tiếng giỏi thơ hay chữ, làm thơ từ năm 14 tuổi, đã cùng Ngô Thị Sĩ đối đáp. Còn về võ công thì Trịnh Sâm làm được điều mà các chúa Trịnh trước đây không làm nổi là vượt sông Danh, đánh chiếm tận đô thành của chúa Nguyễn. Một số sử gia nhận định rằng nếu Thịnh Vương Trịnh Sâm mà sống thọ được như Khang Vương Trịnh Căn thì sử phong kiến của Việt Nam có thể viết sang trang khác, ám chỉ việc nhà Trịnh có thể nhất thống Sơn Hà. Nhưng tất cả thay đổi sau khi Trịnh Sâm si mê Đặng Thị Huệ. Nếu thời gian đầu Trịnh Sâm sáng suốt, sửa sang chính trị bao nhiêu thì sau khi sủng ái Đặng Thị Huệ, Trịnh Sâm lại càng u mê bấy nhiêu. Bởi vậy, chính trị suy đồi, nơi kinh đô lắm lời than vãn. Em trai của Tuyên Phi là Đặng Lân, cậy thế làm nhiều điều bại hoại trong kinh thành. Uống rượu say đánh người, chèn ép người khác nhưng vẫn được Trịnh Sâm tha thứ, thậm chí gả con gái cho. Chúa còn không ngừng dùng tiền quốc gia, nghĩ ra những thứ hay ho để chiều lòng Tuyên Phi. Cứ đến dịp trung thu là chúa cho lấy gấm lụa trong kho ra làm đèn lồng. Gấm thượng hạng, mỗi cái có giá đến vài chục lạng vàng và đựng đến hàng trăm cây phù dung ven hồ Long Trì để treo đèn, nhằm mục đích làm vui lòng Thị Huệ. Vì say mê và nghe lời theo Đặng Thị Huệ, Trịnh Sâm phế bỏ ngôi thế tử của Trịnh Tông con trường để lập con của Tuyên Phi là Trịnh Cán mới 4 tuổi lên làm thế tử. Chính vì vậy, tạo ra mầm mống bất ổn giữa phe Trịnh Tông và Trịnh Cán. Sau khi Trịnh Sâm mất được 1 tháng, phe kiêu binh đất thang mộc diệt Cán, Phù Tông lên ngôi chúa, Trịnh Cán bị giáng xuống làm cung quốc công, rồi hơn tháng sau bị bệnh qua đời. Sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí có viết đoạn cuối đời của Đặng Thị Huệ như sau. Khi chúa nhỏ bị bỏ, Thái Phi, mẹ của Trịnh Tông, liền sai người bắt Tuyên Phi hặc tội, rồi buộc bà phải lạy tạ. Tuyên Phi không chịu lạy, Thái Phi bèn sai hai thị nữ đứng kèm hai bên, níu tóc Tuyên Phi dập đầu xuống đất, nhưng bà vẫn nhất định không chịu lạy, mà cũng không nói lửa lời. Thái Phi giận quá, đánh đập một hồi, nhổ nước bọt vào đầu vào mặt, rồi đem giam vào nhà hộ tăng ở vườn sau. Tại đây, Đặng Thị Huệ bị làm tình, làm tội cực kỳ khổ sở. Một bữa, bà trốn ra khỏi cửa Tuyên Vũ, chạy đến bến đò phố khách thì bị quân lính đuổi kịp. Sau một thời gian giam giữ ngặt, Thị Huệ được cho làm cung tần nội thị, vào Thanh Hóa hầu hạ lăng tẩm chúa Trịnh Sâm. Ở đây, bà ngày đêm gào khóc xin được chết theo chồng.
đến ngày giỗ của Trịnh Sâm, Tuyên Phi uống thuốc độc mà chết, được táng cách Vọng Lăng, lăng Trịnh Sâm một dặm. Và cuối cùng là Tống Thị. Chính sử triều Nguyễn có ghi, Tống Thị là con gái đầu của Tống Phước Thông, vợ của Nguyễn Phúc Anh, Hoàng Tử Kỳ, trấn thủ Quảng Nam, con dâu của chúa Sãi, chị dâu và tình nhân của chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan, nhưng lại tư thông với trưởng dinh Nguyễn Phúc Trung, em ruột chúa Thượng. Bà được miêu tả là người có nhan sắc kiều diễm, phục sức trang nhã, phong cách yểu điệu thục nữ. Trông thấy Tống Thị, nhiều người còn nhận xét rằng như thấy tiêng dáng trần, vừa đội trăng sao, vừa rẽ khói vén mây xuống hạ giới. Để leo lên đỉnh cao quyền lực, Tống Thị không từ thủ đoạn nào. Bất chấp luân thường đạo lý, để làm giàu, bà lợi dụng quyền lực và câu kết với gian thương, ra sức bóc lột nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp, tạo nên một gia sản nhất nhì ở đàng trong, giàu chỉ kém chúa. Nhưng điều khiến người đời nhắc đến Tống Thị nhiều nhất phải kể đến tài hung lạc đống quân vương của bà. Đến mức nhiều sử gia đã bình luận rằng gái đẹp quả có mãnh lực vô biên. Thậm chí một số nhận định còn cho rằng có thể ví bà là đát kỷ của Việt Nam. Tống Thị lấy Nguyễn Phúc Anh sinh được 3 người con trai, khiến cha bà Phước Thông rất mừng vì nghĩ tương lai sẽ được vinh hiển. Nhưng khi Nguyễn Phúc Anh mất vì tội làm phản, Phước Thông vô cùng thất vọng nên đã dẫn gia quyến lẻn vào vùng Thuận An trốn, chỉ có Tống Thị ở lại. Bà đã dùng chuỗi vòng ngọc Liên Châu làm ngải yêu để chinh phục chúa Thượng. Một lần vào năm 1639, Tống Thị dâng chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan thứ bùa đó. Chúa cầm lên người, thấy mùi hương thơm ngát, lòng dạ bắt đầu phiêu phiêu. Thêm vào đó, Tống Thị còn dùng tài ăn nói hơn người của mình để chinh phục chúa Thượng. Khi vào diệu kiến chúa, mỹ nhân đã sụp lạy dưới thềm. Thưa trình về tình cảnh quá bụa thảm thiết, khiến chúa rủ lòng, đã cho phép người đẹp được tự do vào gia vương phủ. Dần dần, chúa Thượng đem lòng say mê bà. Đam mê sắc dục, nghe lời yêu nữ làm nhiều việc sai trái. Từ một người khiêm nhã nhân hậu, chúa Thượng trở thành một bạo chúa nóng nảy, hiếu sát, hoang dâm vô độ đến bỏ bê quốc sự. Để chứng tỏ mối tình nồng đượm với người đẹp, chúa Thượng định xây một lâu đài nguy nga tráng lệ để cùng Tống Thị hưởng tuổi xế chiều. Chúa bắt trăm họ lấy đá quý, gỗ quý, tập trung nhân công và thợ giỏi để thực hiện việc xây cất. Từ đó, người dân đã đói kém lại càng thêm sưu thuế nặng nề, càng khổ ải. Cho đến khi viên nội tán họ Phạm liều thân vào phủ chúa tâu bày vụ việc dâm loạn, coi nhẹ luân thường đạo lý của chúa Thượng với Tống Thị, gieo nỗi thống khổ cho nhân dân giữa lúc thiên tai hạn hán đang lan tràn, rồi tuốt gươm sẵn sàng tuẫn tiết, chúa Thượng mới tỉnh ngộ, ra lệnh bãi bỏ việc xây cất lâu đài và dần xa lánh Tống Thị. Bị thất sủng, ngày đêm Tống Thị tìm mưu tính kế trả thù. Tống Thị đã viết một mật thư kèm theo sâu chuỗi trăm hoa, nhờ người dâng lên tận tay chúa Trịnh Tráng đàng ngoài. Nội dung bức thư nhằm kích động bạo loạn, nếu cuộc tiến quân đánh Thuận Hóa thành công, bà nguyện về đàng ngoài hầu hạ chúa. Nhận được bức thư, Trịnh Tráng vừa ngửi mùi hương của chuỗi hoa đã bần thần sao xuyến, nhìn lại nét chữ thêm mơ tưởng đến mỹ nhân, nên gấp rút tổ chức cuộc nam phạt để chiều lòng Tống Thị. Nào ngờ quân Trịnh Tráng thua lớn, Tống Thị bèn chuyển hướng sang Nguyễn Phúc Trung, em ruột của chúa Thượng, bởi bà nghĩ chỉ có ông mới lật đổ được chính cháu mình, chúa Hiền, người nối ngôi sau khi chúa Thượng mất. Tống Thị tiếp tục sử dụng chuỗi hoa ma quái, quyền Nguyễn Phúc Trung vừa cầm vòng hoa đã bồi hồi ngây ngất. Sau đó, Tống Thị đã xúi Trung đứng ra làm phản, bắt mối với đảng ngoài. Nhưng vụ làm phản bị bại lộ, chúa Trung chết, Tống Thị bị chém và bêu đầu giữa chợ.